Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Video này chúng ta sẽ dựng cái đồi núi này bạn. Cũng tương đối là dễ thôi. Chúng ta Ctrl R render thử. Đó. Chúng ta sẽ dựng được cái đồi núi như thế này. Có những cái cây các bạn, cây này cây thông bây giờ. Rồi có cái đồi núi, rồi cái hồ hay như là bạn. Cái hồ nước nè. Đó. Với cái đất đây chúng ta sẽ là ba lớp ha, ba lớp đất. Với cái bầu trời xanh phía sau. Rồi, cũng tương đối dễ thôi. Hoặc là chúng ta sẽ dựng cái cảnh tương tự vậy. Thêm một cái cảnh này nè, đó. Thì nãy là cái cây lá kim này là cái cây tròn hay bạn, cái cây tán tròn. Có dụng nước như này. Rồi, kèm theo cái lớp đất 3D. Giờ chúng ta làm thôi. Bạn đầu tiên bạn tạo mới cho tôi một cái dự án này, Neuroset nè. Rồi chúng ta có thể là bỏ cái này đi, bỏ camera đi. Rồi chúng ta sẽ dựng cái cây trước ha. Thì sẵn đây tôi ta chúng ta sẽ làm cái cây low poly luôn, nghĩa là cái cây có số lượng đường lưới ít á. Cái này tôi thích làm cái vụ đó. Bạn tạo ra một cái cây thì chúng ta sẽ có cái phần thân ở trên. Đầu tiên ta làm cái cây rễ trước ha. Cây rễ trước là cây lá kim nè. Bạn có cái thơ này là cái này cái ấy. Cho tao nhấn cái nó mất đi rồi. Tao làm lại đây. Rồi được như thế này. Cái này chúng ta có thể là giảm cái giảm cái phông nó xuống bằng không luôn. Cái phông, nhiệm vụ của cái phông là làm cho nó mịn mà, làm cho nó mịn, nó liên kết với nhau với cái góc là dưới 40 độ. Này tôi cho bằng không rồi, chuyển từ 40 bằng không. Đây là cái thẻ phông thôi nè, đó. Rồi cái số cạnh thì nó đang là số cạnh là 16 nè bạn, tùy bạn thôi. Nhưng tôi cho sáng còn 8 thử. Đó, tôi không thích low poly là ít cái đường lưới cho nó vậy bạn, thậm chí tôi cho thử 6 thôi, nó cho 6 gì luôn, cho thử là 4 thì sẽ thành vuông ha. Đó, vậy thì ít quá, cho khoảng là 6 hay 8 đi. Rồi vậy thôi, còn chiều xuống ta để 4 cũng được. Rồi ta được cái phần thân trên của cây rồi. Đây là cái phần thân trên của cây ha. Còn cái phần thân cây, phần thân cây bằng thân cây thì các bạn có thể sử dụng cái hình này luôn cũng được. Bạn tạo ra một cái hình nón luôn. Rồi thấy chưa? Giờ cái này tôi tạm ẩn cái phần này đi, phần này còn thân không? Thân hình như là cái chữ trên tree phải không? Thân như cái chữ này phải không bạn? Đây là cái thân cây chúng ta chọn đây, thủ tính nó. Thì cái phần trên ta sẽ cho nó to ra bạn. Bạn hãy chỉnh ở đây nè, cái bán kính nó phải trở nó to, nó tăng lên. Rồi cái này phải nhỏ xuống. Ta hãy cho cái này nhỏ lại nè. Cái này phải nhỏ lại, lộn xuống. Đó, vậy đó. Rồi bạn bật cái kia lên coi kích thước cho nó tương ứng nhiêu đó, tùy các bạn. Tùy theo cái cây bạn làm nó cao hay nó thấp như thế nào đó. Nhưng ta được cái thân cây nè. Hình như là cái này nó hơi cao lên tí bạn. Cái thân cây ta sẽ cho này cao lên tí ha. Rồi, đại khái vậy thôi. Ok ha. Đó. Thì cái thân cây nó trơn trượt gì thì nó xấu lắm mà. Chúng ta phải chỉnh nó. Nó có góc cạnh thì nó sẽ đẹp hơn mà. Góc cạnh bằng cách đó là bạn sẽ thêm cái lệnh này nè. Thêm cái điều chỉ chức năng là displacement bạn. Nó sẽ nổi khói ngẫu nhiên, displacement. Làm cho đối tượng ta nổi khói ngẫu nhiên. Tôi làm thử ha.
Vậy như tôi thử lôi lên trên cái trên này thử. Ôi xin lỗi, lôi lên cái tớp này thử. Rồi cái đỉnh nè bạn. Cái đỉnh này nó tôi chỉnh thử nè. Rồi hiện tại nó chưa có nở khối là nó chưa có hình dạng gì hết. Thì chúng ta phải gán cho nó cái phần hình dạng của nó. Hình dạng của cái nở khối này là một cái bạn cái dạng như là bản đồ vậy. Hiện tại nó chưa có là nó chưa có nổi khối theo gì nè, Diclemon nè, thì bạn phải thêm cái hình dạng nó dưới đây nè. Tôi chọn đại cái nồi nha, là cái mẫu ngẫu nhiên đó, thì cái cây chúng ta nó sẽ như thế đó, vòng ngoại ngẫu nhiên, một cách ngẫu nhiên thôi. Bạn hãy chọn những cái mẫu khác, ở đây nó sẽ có cái chữ ship là cái mẫu ngẫu nhiên nè đó. Tùy theo chúng ta chia đường lưới thì cái cây nó sẽ biến dạng khác nhau. Mà chia nhiều đường lưới bạn, chia nhiều đường lưới cái đỉnh này nè, bạn tăng cái đường lưới nó lên, ví dụ bạn tăng lên là bao nhiêu đó thì nó sẽ tăng cái độ ngẫu nhiên của nó lên, thấy chưa, tùy bạn thôi. Còn tương tự vậy bạn hãy chỉnh cái phần thân cũng vậy, cái thân bạn hãy là đây bạn control lên đây, nó sẽ copy cái phần thân như vậy nè, thân ở trên nó sẽ quằn quại cách ngẫu nhiên đó. Bạn tăng đường lưới cái thân lên, ví dụ như đây là 16 bằng cho khoảng 8 thôi, nó cái thằng khoảng 8 thôi, cái thằng nó sẽ quằn quại cách ngẫu nhiên ha. Giả sử giờ tôi cho tô màu đi cho dễ thấy, cái thằng tôi cho tô màu xanh, cái lá tôi chơi này tôi cho tô màu xanh lá cây ha bạn, nói đây ta sẽ cho tô màu xanh lá cây nha, nó rồi màu xanh lá cây, xanh lá đậm tí đi, xanh đậm tí đi, ok ha. Rồi cái màu xanh này á, thì ta sẽ cho chỉnh nó có nó sẽ thêm cái gì ta, chỉnh cái màu nè, độ phản chiếu các bạn, đây là độ phản chiếu của nó. Chúng ta chỉnh cái này thì nó sẽ có cái độ phản chiếu cái chỗ này là bạn, nó sẽ sáng lên chỗ này, tăng cái cường độ này lên, đây tăng cái này bạn, cái chỗ đó nó sẽ sáng lên ha, sáng nhiều lên. Nó đại khái là gì, cái này là mới tại chỗ này thôi, còn bạn muốn xung quanh cái này nó sáng đó thì ok ha, ở giữa nó sẽ sáng hơn hai bên, còn không thì bạn hãy chọn cái tester là bạn chọn cái red nail nếu bạn muốn. Nếu bạn chọn muốn cái red nail này, nhưng mà thôi đi, cái red nail này nhìn xấu lắm, xóa đi, clear đi. Rồi. Render thử. Cái chiếu sáng này nó hơi mạnh rồi, hãy giảm cái này xuống. Nó. Ok ha, nhìn nó sẽ bị phản xạ ánh sáng lại. Cái cây có thể cho màu hơi đậm hơn màu tí bạn. Ok. Rồi, gì đi. Đây là cái cây ha. Còn cái thân cây thì bạn hãy làm tương tự với control rồi. Cái thân cây thì bạn hãy gán nó cái màu đặt tên đi bạn, đặt tên đi em, hồi hồi lạnh. Cái màu này màu ta xóa đi ha. Rồi thôi đặt tên là đi thôi, nó màu xanh màu green đi mà. Rồi cái này ta cho nó màu thân cây màu nâu đi bạn, thân cây sẽ màu nâu ha, màu nâu thì chọn color này chuyển sang cái màu hơi nâu đi, thân cây mà màu nâu hay là màu xám đen cũng được tùy các bạn đó. Ok ha, bạn muốn nó tối tí thì bạn cho nó như này tối tí, rồi gì đi ok.
Thì đây là một cái cây, chúng ta được làm được một cái cây rồi. Nếu cái thân bạn thấy nó hơi to đúng không? Cái thân bạn thấy hơi to thì bạn có thể giảm nó xuống, giảm cái bán kính của nó bạn, cái bán kính nó nè. Ok, ta được một cái cây đơn giản như này. Rồi, bây giờ anh ta sẽ làm thêm một cái cây nữa, mà cái cây dạng tròn các bạn, cây dạng tròn nha, cây dạng tròn. Ta sẽ nhóm hết cái này, đặt nó thành một cái nhóm đi, quét chọn này, phím tắt là on g, on g thì nhóm thành một cái cây. Ta đặt tên cái này là cái cây tree 1 đi. Ok, cái cây 1 nè. Rồi, ta tạm ẩn đi bạn. Ẩn nó có thể là nhấn phím Alt Delete đích vô đây. Đó, cho nó ẩn đi. Ta làm ra cái cây khác. Cái cây khác các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần tán cây. Ta sẽ lấy cái khối cầu đi. Khối cầu nè. Ồ, quên đó. Cái hồi nãy chúng ta làm là cái cây nó nằm ở được vị trí nào ta? Bạn nhớ không? Ta phải cho nó lên trên ha. Dù ta cho nó lên trên cái nó. Ok, rồi. Giờ ta cho nó ẩn lại được rồi đó. Nhấn Alt Delete đích vô đây. Rồi ta sẽ bật lại cái quả cầu này. Rồi. Quả cầu này chúng ta sẽ cho nó là cái gì ta? Cho nó là cái cây các bạn, cái lá cây, phần lá cây dạng dạng tròn ha. Nãy là dạng kim tự tháp rồi, giờ ta dạng tròn. Thì chúng ta sẽ cho nó ít ít đường lưới rồi. Cái phông này nè, bằng chỉnh nó bằng không đi. Rồi. Cho nó không có mềm mịn. Rồi cái loại của đường lưới nó đang là cái loại hình vuông đúng không? Bạn cho loại hình này. Không, cái này là nửa hình tròn chứ, cái loại dưới này nè. Nó sẽ là hình tam giác. Rồi, giảm cái số cạnh nó xuống khoảng còn 7 thôi. Nó như này. Ok ha. 7 8 hay 10 đó tùy các bạn. Vuông 10 nè. Đó. Hoặc là cho 8 đi. Dù gì tùy bạn thôi. Bạn làm nhiều loại cây tùy bạn. Dù ta cho 10 ha, 10 đi. Rồi. Ở đây ta sẽ thêm cái lệnh giống như nãy ta thêm lệnh list lemon nè. Lệnh này nó sẽ nổi khói tùy ý. Nổi khói tùy ý. Theo một cái bản đồ của ta. Bản đồ của lệnh này là đây. Bản đồ là setting nè. Đây, bản đồ của nó thì tôi sẽ chọn cái nôi cho ngẫu nhiên ha, nôi là ngẫu nhiên. Rồi tôi tăng cái cường độ lên, mặt cường độ 100% luôn nè. Tôi tăng cái độ độ cao của nó tăng lên là 50. Nó thì nó sẽ lồi lõm như này. Bạn hãy chỉnh lại cái quả cầu này, nếu đường lưới nó chỉnh lên thử 15 thử như này, đường lưới rất là nhiều ha, phải chỉnh xuống khoảng 8 thôi, 8 hay là 9 gì đó, hay là 10. Rồi ta dục lên đây cho bạn xem thử cái màu của nó. Để chúng ta render thử được một cái cây như này. Ok, cái này tôi cho khoảng chừng 8 thôi, nó được một cái cây ngẫu nhiên thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thêm cái thân. Cái thân bạn có thể lấy của cái thân cây kia bạn. Lấy cái thân cây kia cho nó nhanh khỏi mất công. Đâu rồi, cái thân này nè. Giữ Ctrl lôi lên. Rồi, sau đó tắt này lại đi. Được cái thân này rồi. Tương tự thôi. Thấy chưa? Ta render thử. Nó được một cái cây như thế này. Ok ha. Cái cây này, cái phần... cái tán nó hơi nhỏ, anh ta hãy chỉnh cái bán kính nó tăng lên tí, ví dụ 120 thử. Ok, 120 thấy tương đối được rồi đó. Nó, như vậy là anh ta được cái cây rồi. Bạn hãy tạo thêm những cái cây khác nữa tùy bạn. Ví dụ như tôi cho hai ông này lên, nhấn hai này, nhấn Alt G. Rồi, ta vừa tạo ra một cái group của những cái này nè bạn. Ta đặt tên này là một cái cây khác. Tree 2 ha. Rồi. Được hai cái cây như thế này rồi. Thì giờ chúng ta sẽ cái tree 2 ta nhân bản rồi các bạn.
tôi nhân bản lên, tôi tạo ra một cái cây thứ ba nữa, tôi sẽ chỉnh sửa một tí nữa. Rồi cây thứ ba này giả sử như cái phần tán của nó, tôi sẽ cho nó là khoảng khoảng 8 thôi. Đó. Cho cái cây này nó hơi ngộ ngộ một tí, tăng cái bán kính nó lên là khoảng 140. Ok, nghĩa là nó sẽ có cái số cạnh rất ít. Số cạnh khoảng 7 thử. Ok, như này. Bạn không thích cái mẫu này thì bạn có thể chọn cái mẫu ngẫu nhiên khác thì tự động nó sẽ ra thôi. Cái phần này khoảng chừng 40 thử. 30 thử. Nếu bạn cho 50 thì bạn hãy tăng giảm cái cường độ của nó. Tăng giảm từng cường độ nó nổi khói bạn. Rồi, đại khái là gì các bạn? Ta đã xong rồi. Không cần quá chi tiết đâu. Ta xong được 3 cây, cây này ta sẽ render thử nó. 3 cái cây tương đối khác nhau á. Giờ tôi sẽ lôi thử 3 cây ra cho bạn xem thử ha. Cây này đây, cây này đây. Rồi. Cây này tôi sẽ lôi ra bên đây thử. Cây này tôi sẽ lôi ra bên đây thử. Ok, được cái 3 cái cây. Đó, được 3 cây khác nhau. Cái phần thân nếu bạn thấy nó giống thì bạn hay là chỉnh sửa một tí cho nó hơi khác tí. Dù phần thân của ông này với ông này hơi giống nhau nè. Bạn hãy chọn cái thân của nó, bạn chọn cái đóng khối nè, bạn chọn một cái mẫu ngẫu nhiên đó. Chỉnh vô cái nôi nè. Hoàn chỉnh cái này. Đó. Cho cái thân nó ngẫu nhiên cái tí, nó không giống. Rồi, ok ha. Chúng ta đã xong được 3 cái cây rồi. Giờ chúng ta tới cái phần đồi núi các bạn, làm cái phần đồi núi ha. Cái thân này nó hơi ngắn nè, giả sử như cái tán này tôi cho nó cao lên tí đi bạn, cho nó dài lên tí nữa. Đây là cái thân này. Cái này chúng ta hãy cho nó lên đó, gì thì nó trông đẹp hơn. Ha, trông nó trông dài hơn, cao hơn, nhìn đẹp hơn. Nó sẽ cao hơn mấy kia tại nó là cái cây tán cao mà. Đó, ok ha. Là cái cây tán cao nhìn gì đẹp hơn. Rồi. Cái thân này, cái này cũng cho nó bán kính nó hơi bự hơn tí đi. Khoảng 140 đi. Ok. Rồi. Xong. Thì bạn nên lưu lại bạn, lưu lại lại tránh nó bị mất dữ liệu. Ta sẽ lưu lại hai Ctrl S lưu lại. Lưu lại cái file này là cái đầu núi ha. Hướng dẫn bạn làm cái đầu núi. Rồi. Chúng ta sẽ render thử. Đó, được gì rồi. Ok ha. Video này cũng tương đối là dài rồi. Ta kết thúc video này đi. Vậy đồ sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái phần và làm cái đồi núi này. Đó, làm cái đồi, làm cái núi này bạn. Nó làm cái đồi núi này, được những cái cây này rồi. Làm cái núi này với cái mặt nước, cái hồ này cũng tương đối là dễ thôi. Rồi, tôi kết thúc video này đi. Tôi là Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.